Rồi xin chào tất cả anh em. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một cù dúi đặc nạc anh em nha. Một cù dúi form rất là đẹp, cây một cốt hoành ngay chỗ vị trí gốc này 160 nha anh em. Chiều cao 3m nha. Cao từ mặt bầu lên đúng 3m. Bầu tròn như trái banh nè. Cây cốt đặc nạc luôn anh em ơi. Rất đẹp nha. Cây cốt đặc nạc luôn anh em. Những cái bản sóng này nè, rễ nè. Rất là ok nha, bầu bì đánh rất là cẩn thận anh em. Chi chốt đóng từ gốc lên luôn nè. Cây đặt queo luôn anh em ạ. Cây đặt queo luôn. Rất đẹp anh em. Đi tròn hết cái cây cho anh em xem. Một cây tác phẩm dúi Hoàng Anh Mộc nha anh em. Cụ này không bọng không lỗ hết. Rồi anh em nào có nhã ý thì giao lưu nha anh em. Chào anh em hết nha.